Chiều 30 tháng 3, tiếp tục không có ca mắc COVID-19, thêm 51 bệnh nhân khỏi bệnh. Bản tin chiều 30 tháng 3 của Bộ Y tế cho biết tiếp tục không có ca mắc COVID-19. Như vậy đã 24 giờ, Việt Nam không ghi nhận bệnh nhân COVID-19. Trong ngày, có thêm 51 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, nâng số ca khỏi ở nước ta lên 2.359. Tính từ 6 giờ ngày 30 tháng 3 đến 18 giờ ngày 30 tháng 3, Việt Nam không có ca mắc mới. Tổng số ca mắc vẫn là 2.594 ca. Như vậy đã 24 giờ trôi qua, nước ta chưa ghi nhận ca bệnh Đến 18 giờ chiều nay, Việt Nam vẫn có tổng cộng 1.603 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 910 ca. Riêng Hải Dương có 726 ca, Quảng Ninh có 61 ca, Gia Lai 27 ca, Hà Nội 34 ca, Bắc Ninh 5 ca, Bắc Giang 2 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 36 ca, Hòa Bình 2 ca, Hà Giang 1 ca, Điện Biên 3 ca, Bình Dương 6 ca, Hải Phòng 4 ca và Hưng Yên 3 ca. 10 tỉnh thành phố Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua 45 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Hà Nội đã trải qua 42 ngày và Hải Phòng là 35 ngày không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Số ca mắc của thế giới cả thế giới có 128 triệu 313.144 ca mắc, trong đó có 103 triệu 523.385 ca đã khỏi bệnh, 2.805.973 ca không qua khỏi và 21 triệu 983.786 ca đang điều trị, trong đó có 94.848 ca diễn biến nặng. Số người cách ly: tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 46.454, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 506, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 19.379, cách ly tại nhà nơi lưu trú là 26.569. Tình hình điều trị Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa Bệnh Bộ Y tế, 51 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, bệnh nhân 2529 bệnh nhân 2.296, bệnh nhân 2422 bệnh nhân 1829 bệnh nhân 2481 bệnh nhân 2.251, bệnh nhân 2540 bệnh nhân 2434 bệnh nhân 2.455.

bệnh nhân 1932, bệnh nhân 2370, bệnh nhân 2447, bệnh nhân 2237, bệnh nhân 1906, bệnh nhân 2152, bệnh nhân 2082, bệnh nhân 2163, bệnh nhân 2361, bệnh nhân 2056, bệnh nhân 2181, bệnh nhân 2499, bệnh nhân 2393

Như vậy đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 2.359 trên tổng số 2.594 bệnh nhân COVID-19. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, có 68 bệnh nhân đã âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 1 đến 3 lần, gồm 18 ca âm tính lần 1, số ca âm tính lần 2 là 15 ca, số ca âm tính lần 3 là 35 ca. Số ca không qua khỏi liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca. Đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng bao gồm tại Đà Nẵng 31 trường hợp, Quảng Nam 3 trường hợp và Quảng Trị 1 trường hợp. Để sống chung an toàn với đại dịch COVID-19, người dân cần tuân thủ thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế. Nước Anh đã dỡ bỏ một loạt các biện pháp hạn chế theo lộ trình mở cửa đất nước được chính phủ nước này đưa ra tháng trước. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tại quốc gia này được kiểm soát tốt hơn các nước khác tại châu Âu nhờ những nỗ lực triển khai tiêm chủng diện rộng kể từ ngày 29 tháng 3, người dân Anh không còn bị hạn chế ở trong nhà. Các cuộc tụ tập dưới 6 người được phép diễn ra trong không gian mở. Các cơ sở tập luyện thể thao ngoài trời cũng được phép hoạt động trở lại. Đây là bước thứ hai trong kế hoạch gỡ bỏ phong tỏa theo bốn cột mốc thời gian được chính phủ Anh đưa ra sau bước đầu tiên là mở cửa lại trường học hôm 8 tháng 3. Tuy nhiên, nhiều biện pháp hạn chế khác tiếp tục được áp dụng, trong đó có việc đóng cửa toàn bộ các cửa hàng không thiết yếu, các bảo tàng, nhà hát, các quán ăn, quán bar. Người dân Anh cũng bị cấm đi du lịch ra nước ngoài và được khuyến khích tiếp tục làm việc từ xa. Dự kiến đến ngày 12 tháng 4, một số biện pháp hạn chế trên sẽ tiếp tục được gỡ bỏ. Tôi không dám khẳng định các biện pháp phong tỏa có hiệu quả đến đâu, nhưng hãy nhìn thành quả mà chúng ta đạt được ngày hôm nay, chúng ta đã đối phó thành công với làn sóng dịch Covid-19 mới, chúng ta đã kiểm soát được tốt hơn các quốc gia châu. Đến thời điểm hiện tại, trên 50% dân số trưởng thành tại Anh đã được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19 gấp nhiều lần tỷ lệ tại Liên minh châu. Thành quả của chiến dịch tiêm vaccine được phản ánh rõ trong các số liệu liên quan đến ca nhiễm mới hàng ngày. Trong những ngày qua, số ca nhiễm hàng ngày tại Anh được duy trì ở mức dưới 5.000 ca. Tình hình đặc biệt được cải thiện tại thủ đô London khi trong ngày 29 tháng 3, giới chức y tế tại đây thông báo ngày 28 tháng 3 là ngày đầu tiên trong vòng 6 tháng, thủ đô nước Anh không ghi nhận một ca tử vong nào vì COVID-19. Dù tự tin cho rằng nước Anh sắp vượt qua đại dịch và sẽ không phải tiến hành phong tỏa toàn quốc thêm lần nào nữa, nhưng Thủ tướng Boris Johnson cũng cảnh báo nước Anh phải hết sức thận trọng vì quốc gia này có thể chịu tác động của tình hình dịch tại châu trong khoảng 3 tuần tới nên phải kiểm soát biên giới tốt. Sau một thời gian dài chờ đợi, bản báo cáo về kết quả cuộc điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2 do Tổ chức Y tế Thế giới WHO tiến hành tại Trung Quốc hồi tháng 1 năm nay sẽ chính thức được công bố trong ngày hôm nay, 30 tháng 3. WHO cho rằng việc virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lọt ra từ phòng thí nghiệm là ít có khả năng. Theo WHO, giả thuyết cao nhất hiện nay là virus đã truyền sang người qua một vật chủ trung gian hiện vẫn chưa được xác định. Hiện tại, dù bản báo cáo chính thức chưa được công bố, nhưng nhiều hãng tin uy tín trên thế giới cho biết đã có được bản sao báo cáo chính thức, trong đó đề cập đến các kết luận đầu tiên mà nhóm chuyên gia của WHO đưa ra về nguồn gốc virus SARS-CoV-2. Theo đó, các chuyên gia WHO kết luận giả thuyết virus SARS-CoV-2 chuyển sang người qua một vật chủ trung gian là giả thuyết có khả năng cao nhất. Ngược lại, nhóm chuyên gia WHO cũng kết luận giả thuyết về việc virus SARS-CoV-2 lọt ra từ phòng thí nghiệm là cực kỳ ít có khả năng kết luận này đi ngược lại với cáo buộc trong thời gian dài của nhiều chính trị gia và truyền thông phương Tây như cựu tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Trung Quốc đã để lò virus SARS-CoV-2 từ phòng thí nghiệm của viện virus học Vũ Hán, dù không đưa ra được bất cứ bằng chứng khoa học đáng tin cậy nào. Ngoài hai giả thuyết nói trên, nhóm chuyên gia của WHO cũng đã đưa ra nhận định về hai giả thuyết khác, trong đó có khả năng virus SARS-CoV-2 lây trực tiếp sang người từ vật chủ, nhiều khả năng là rơi là có thể và có khả năng, trong khi giả thuyết lây qua thực phẩm đông lạnh là có thể. Đây vốn là giả thuyết được các nhà khoa học Trung Quốc nhiều lần đề cập. Về cơ bản, các chi tiết trong bản báo cáo của WHO không khác nhiều so với các thông tin đã lọt ra trên báo chí cách đây nhiều tuần. Tuy nhiên, trước sự phức tạp và nhạy cảm của chủ đề nguồn gốc virus SARS-CoV-2 vốn đang bị chính trị hóa cao độ trong thời gian qua khi căng thẳng giữa Trung Quốc và phương Tây leo thang, Tổng Giám đốc WHO cũng tái khẳng định tổ chức này chưa loại bỏ bất cứ một giả thuyết nào. Thưa quý vị, giới chức y tế Canada vừa cho biết họ sẽ ngừng tiêm vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca cho những người dưới 55 tuổi và yêu cầu một phân tích mới về lợi ích cũng như rủi ro của loại vaccine này dựa trên độ tuổi và giới tính. Động thái trên được đưa ra theo sau các báo cáo từ châu Âu về các trường hợp đông máu hiếm gặp nhưng nghiêm trọng và một số trường hợp tử vong sau khi tiêm chủng chủ yếu xảy ra ở phụ nữ trẻ. Hiện không có trường hợp nào như vậy được báo cáo ở Canada với khoảng 307.000 liều vaccine của AstraZeneca đã được sử dụng. Tuy nhiên, Bộ Y tế Canada cho biết sẽ bổ sung các điều khoản, điều kiện mới vào giấy phép của vaccine, bao gồm yêu cầu nhà sản xuất tiến hành đánh giá chi tiết về lợi ích và rủi ro của vaccine theo độ tuổi và giới tính trong bối cảnh của Canada. Nhiều quốc gia châu Âu trước đó đã ngừng sử dụng vaccine của AstraZeneca trong thời gian ngắn để điều tra các sự cố về đông máu. Nhưng sau đó, gần như tất cả các quốc gia đã lại tiếp tục sử dụng vaccine của AstraZeneca riêng Pháp cho rằng chỉ nên tiêm vaccine của AstraZeneca cho những người từ 55 tuổi trở lên dựa trên bằng chứng cho thấy biến chứng đông máu ảnh hưởng đến những người trẻ tuổi.